Xin chào các bạn, hiện tại mình có đây là chiếc VinSmart Active 1, sản phẩm có mức giá cao nhất của nhà VinSmart. Và hôm nay thì mình sẽ trên tay cũng là chia sẻ nhanh cho các bạn về cái sản phẩm này, để xem thử trong cái phân khúc giá của nó thì nó sẽ có những gì nổi bật. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói về cái thiết kế của chiếc VinSmart Active 1 Plus này, thì mình phải công nhận là nó có cái mặt lưng rất là đẹp các bạn ạ. Cái mặt lưng của trên chiếc Active 1 thì nó sẽ hơi cong, nhưng ở cái sản phẩm này thì nó sẽ không cong mà nó sẽ làm vuông vức hơn, nhìn nó sang trọng và nam tính hơn rất là nhiều. Và mình thì cực kỳ thích cái phiên bản màu vàng, còn cái phiên bản mà màu đen và màu đổi màu Garden á, thì mình thấy là nó cũng không thực sự ấn tượng cho lắm. Thì đây là mình cũng có thêm cái phiên bản đổi màu Garden, nhưng mà khi mà các bạn nhìn trực diện như thế này thì rất là khó để có thể thấy được cái phiên bản màu của nó. Nhưng mà khi chúng ta nghiêng một cái góc, các bạn có thể thấy là nó sẽ xuất hiện cái màu xanh, và ở phía trên thì nó sẽ xanh này, sau đó chạy xuống phía dưới thì nó sẽ là đen hơn, cũng giống như là những sản phẩm đến từ Huawei, Oppo hay là Samsung mà thôi. Nó cũng rất là trend, rất là xu hướng. Và chúng ta sẽ có thêm cái phiên bản màu đen nữa, thì các bạn thấy là màu đen thì chúng ta sẽ có những cái viền viền của nó thì sẽ là màu đồng, nhìn nó rất là sang trọng và có một chút gì đó là nó hơi ma mị một chút xíu. Mình cũng khá là ấn tượng với cái sản phẩm này. Nhưng để nói về cái thử là thích nhất, và nếu mà để tiền mua sản phẩm á, thì mình sẽ thích phiên bản màu vàng hơn, nhìn nó vừa thời trang, vừa sang trọng và vừa quý phái hơn. Thì các bạn thấy là cái mặt lưng của sản phẩm này sẽ được làm bằng kính chứ không phải là bằng nhựa nhé các bạn. Cái mặt lưng của nó là bằng kính, và nó cũng có cụm camera với độ phân giải là 12 megapixel và 24 megapixel, đặt dọc giống như là trên iPhone. Nói chung là cái mặt lưng này thì nó cũng rất là trend. Chúng ta sẽ có một mặt lưng bằng kính, phần khung viền được làm bằng kim loại. Và cái phần khung của chiếc Active 1 Plus này thì nó là một hình như là bằng thép hay gì ấy, hay là bằng một cái loại kim loại rất là cứng. Và thực sự thì mình rất là ấn tượng với cái phần khung này, nó tốt hơn khá là nhiều so với chiếc Bphone 3 mà hôm trước mình đã sử dụng rồi. Thì cái cảm giác cầm sản phẩm này trên tay là vô cùng là đầm tay, và chắc chắn nó không có cảm giác là quá là nhựa, quá là đồ chơi. Đó là cái điểm mình rất là thích về cái mức độ hoàn thiện của chiếc VinSmart Active 1 Plus này. Một cái điểm đáng khen nữa cho chiếc Active 1 Plus là ở phân khúc giá của nó, rất hiếm hoi mà có một sản phẩm nào mà được trang bị cái cổng là USB-C. Và các bạn cũng có thể thấy là chúng ta sẽ có phần loa ngoài, chúng ta cũng có thêm là cái dắt cắm tai nghe 3.5mm và cái mic đàm thoại ở phía dưới. Mà ước gì cái mic đàm thoại này nó đặt thêm một cái đường thẳng giống như kiểu là phần loa ngoài, phần USB-C và phần dắt cắm tai nghe 3.5mm, thì cái sản phẩm này phải gọi là đẹp vô cùng luôn, nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn. Đáng tiếc là cái phần mic này thì nó sẽ đặt hơi lệch thêm một chút xíu, ước gì nó đặt ngả, đặt theo một cái đường thẳng thì quá là tuyệt vời. Ở cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Và cái cách thiết kế này các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái đường rãnh nhỏ giao cắt giữa hai cái phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn. Ở phía bên trái của chúng ta sẽ có là cái khay lấy sim. Ở phía trên chúng ta sẽ có thêm cái dải anten này. Các bạn thấy là những dải anten này thu bắt sóng, cũng như là chúng ta sẽ có thêm cái mic đàm thoại thứ hai. Đây cũng là mic chống ồn, thì sẽ giúp cho chúng ta khi mà quay video thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đây là mặt trước của chiếc Active 1 Plus. Thì các bạn thấy là cái mặt trước của nó sẽ là sử dụng màn hình tai thỏ, nhưng mà có vẻ như là cái giao diện VOS thì vẫn chưa được tối ưu hóa tốt cho cái phần tai thỏ, cho nên các bạn thấy là ở cái phía bên trái của cái tai thỏ thì nó vẫn hơi bị khuyết hơn một chút xíu, cái phần nội dung đã bị khuyết hơn. Ước gì thì VinSmart sắp tới có thể là tung ra những cái bản cập nhật để giúp cho cái phần tai thỏ này được tối ưu tốt hơn, thì sẽ giúp cho người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời hơn trên chiếc VinSmart Active 1 Plus này. Cũng như là chiếc Joy 1 Plus thì nó cũng có cái màn hình tai thỏ, thì mình nghĩ là chắc chắn sắp tới thì VinSmart phải rất là nhiều cái công sức để test lại cái nền tảng là VOS của họ. Thì mặt trước của chiếc VinSmart Active 1 Plus thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.2 inch với độ phân giải là Full HD+, và nó sẽ sử dụng tấm nền là IPS LCD. Về chất lượng của hiển thị của cái màn hình này thì mình chưa dám đánh giá, tại vì đây vẫn chỉ là cái phiên bản demo mà thôi. Nhưng mà nhìn sơ qua thì cái chất lượng của cái màn hình này cũng khá là ổn trong cái tầm giá khoảng từ là 6-7 triệu của nó. Camera selfie trên chiếc Active 1 Plus này sẽ có độ phân giải là 20 megapixel. Ok, đó là về phần thiết kế chúng là màn hình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào cái phần cấu hình. Đây cũng là một cái điểm rất là đáng giá trên cái sản phẩm này. Ngoài cái phần là thiết kế của nó vô cùng là cứng cáp, thì chúng ta sẽ có bộ vi xử lý khá là mạnh trong cái tầm giá này là 660. Chúng ta sẽ có là 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, và cái viên pin của nó sẽ có dung lượng là 3650mAh, và nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa rõ là cái adapter đi kèm máy thì có hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh là Quick Charge không, hay là nó cũng giống như Bphone là nó sẽ không tặng kèm. Thì cái đó khi nào mà có cái phiên bản thương mại chính thức bán ra thị trường thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hơn. Nhìn chung là với cái cấu hình như thế này thì chúng ta sẽ có khả năng là chơi những cái tựa game như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile khá là ổn. Tất nhiên là nó sẽ không thể chơi được là max setting ví dụ như là HDR hay là Ultra, nhưng mà mình nghĩ thì
Bây giờ thì có khá là nhiều bạn mà chơi PUBG thì cũng thường để smooth, tại vì smooth thì giúp cho chúng ta nhìn thấy những cái kẻ địch của chúng ta rõ ràng hơn, cho nên là cái việc mà nó có chơi được cái việc là HDR hay là gì gì không thì cũng không quan trọng cho lắm. Hiện tại thì chiếc Active 1 Plus của chúng ta đang chạy cái hệ điều hành là Android 8.1 Oreo và nó sẽ được tùy biến với giao diện là VOS. Thì cái giao diện VOS này là gần như là nó thuần Google các bạn ạ, không có bất kỳ một cái gọi là tùy biến nào quá là sâu. Các bạn khi mà các bạn vào phần điện thoại này, các bạn có thấy là nó gần như là tùy biến giống hệt như kiểu là Android gốc thôi, nó không có quá là nhiều những cái sự thay đổi. Cái điểm này sẽ giúp cho cái máy này chúng ta sẽ tương thích tốt hơn với phần cứng, thay vì cái việc là chúng ta tùy biến quá nhiều làm cho cái máy nặng hơn. Một số những cái ứng dụng mà được bên VinSmart tích hợp vào thì chúng ta sẽ có cái phần là thông tin bảo hành cũng như là VID, cái giúp cho chúng ta có thể add được cái thẻ VID vào thôi. Nó cũng không có quá là gì nhờ ấn tượng cả. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trên tay nhanh cho bạn về chiếc VinSmart Active 1 Plus này. Nhìn chung trong cái mức giá của nó thì cái sản phẩm này rất là ấn tượng, và chúng ta có một cái thiết kế vô cùng là cứng cáp, vô cùng là sang trọng. Chúng ta sẽ có một cái hiệu năng rất là mạnh mẽ trong cái tầm giá này. Và hôm sau thì bọn mình sẽ có những clip khác đánh giá chi tiết về cái sản phẩm này, cũng như là để xem thử cái khả năng chơi game trên chiếc Active 1 Plus này nó như thế nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.